Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự buổi tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 6 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây. Chiều nay, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi tiếp ông Jung Yong In, Tổng Giám đốc Công ty Do Sanvina, một doanh nghiệp của Hàn Quốc chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp nặng tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh an toàn lao động và bảo đảm môi trường đang là mối quan tâm hàng đầu hiện nay của Việt Nam. Với đặc thù là sản xuất các sản phẩm công nghiệp nặng, Phó Thủ tướng đề nghị công ty Do Sanvina đi đôi với phát triển kinh tế phải thân thiện với môi trường, bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất và triển khai vận hành khai thác. Đánh giá cao hiệu quả hoạt động của công ty Do Sanvina tại Việt Nam, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu công ty tăng cường trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như tăng tỷ lệ nội địa hóa, ưu tiên sử dụng các nguyên liệu từ Việt Nam.